Đây vui rồi. Nhà mong qua chị lo với la chết luôn. Cũng ngon. Nè, đâu Đã có mấy cái video đâu. mà dĩ lại ngồi nữa rồi. Mày nữa. Mày ghét có một ngẩn gì không? Đâm nhiều nữa ra máu. Trời ơi, đi. Cái cục nó đi má lại đi. Cái chân kinh khủng rồi. Đây từ từ với hẹn lâu. Không dư cái gì à, không sợ. Lý nó chậm như vậy, chị lý anh như Lý nó chậm 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 chậm. Lúc mà nó buồn sao đâu. Thế yên lấy mụn nè. Lấy mụn mới sao không? Ngon kế gì cha luôn cục mụn á. Thôi rồi không thấy cục mụn đâu hết. Ừ, chị lấy mà chê. Ừ, nó chê lắm. Thấy cục mụn, cục lớn, cục nhỏ rồi thấy cũng chê. Em lần đầu nói là bị cái ngón này nè cha. Má không à. Chậm lại vào thì 2 phút rồi phải chậm lại. Đúng rồi. Còn đi trốn mà. Đã ít như mạnh quá xe. Như mạnh thôi. Thích hầu ngủ đi coi.
này đến giữa số 8 số 9 gì ạ? Cái mẹ thật. Giữa số 8 số 9 ạ? Hết giờ rồi. Hồi xưa là chị dùng cái thuốc bắc đó, chị bỏ sữa chua, chị tắm siêng lắm. Thuốc bắc với sữa chua hả? Ừ, hoặc sữa tươi luôn. Tắm về tắm rồi ngâm 30 phút về. Biết rằng hồi mới xỉu. Đắng không? Không có đắng. Bây giờ không có một xí hả? Đắng là gì hả? Ừ, cho nên nhâm trắng là gì hả? Rồi mới lên được nhà chị 30 phút mà nhưng nó quá ổn. Ủa là sao hồi xưa chị mới chung pha mà? Ừ, hồi xưa chị chung nhưng chị hay thuê nhà. Hay thuê nhà chứ không có một trọ. Thế là hồi xưa chị bốn quần ố là có chị Dung rồi hả? Nhờ mày sớm nhà tớ mà cần nhé. Con hát con chị. Đang mới được gặp bà là anh nhân của mình đó. Là sao chị? Giờ bà giới thiệu chị qua đây con học về. À. Bà đi là bạn của chị Dung em học cùng lớp. Lúc đại học. Xong bà chơi với em. Bà kêu chỗ như những bộ đồ mắt tay các thứ ra phải cho đi nữa. Mình nhảy một mình đi lấy hút thôi. Sao mình biết? Chị lên bụng sao cái đồ cái hạt khó à. Nếu mua một lần cái máy còn cái gì nữa. Ở đây bà yêu cũng đi lấy mụn, bà Hào cũng đi lấy mụn.
Hồi nhưng Huy nó cũng đi lấy cho một người đó với hả quá à. Phải lấy sao mà biết chứ. Em đâu có đâu. Hả? Như em ở Quảng Ngãi mà. Em tự tiền, em đơn, lúc đó em đơn ở đây nè. À mà đang đi học sao mà mày mà nó lại tiền có muộn đi. Học xong rồi. Không, mà hồi đó cũng chỉ học xong luôn. Bạn đi làm ngồi lâu lâu xí là đi chân. Em bữa chục rút một bên hai chân còn đau. Gần hết rồi đi. Gần hết rồi. Mày ra hả? Nó sang cái thỏa cái điện thoại xuống luôn à. Để tối ngủ rửa cũng được. Mai tối này bôi hoặc là mai. Cái chờ bôi liền không được vì chị đang có trên mặt em rồi á. Bôi cái nó em để tối em rửa cũng được bình thường nha. Sướng hả? Mua lên nốt ba. Mà rớt rồi. Lon chờ rớt rồi. Chị đang rớt bay Hà Nội. Nhiều người nào. Ừ,
sao chị lại ghi cái mà để chị? Để không bị cướp cướp bản quyền. Hay rồi. Cướp video. Thôi ai đó hả? Bắn như pháo bông á. Ủa, 11 giờ mấy rồi? Phải không? 1:30 sẽ đi luôn. Mà biết xây kem ta xí mà rảnh thôi để xí về làm sao vậy? Thanh bây về chưa hả? Chưa luôn hả? Bố gái luôn mày bay được bốn
chưa? Để đi học. Múa cái này bối bối đây luôn rồi. Múa bên bỏ luôn một số bối rồi lại nhé. Bây giờ về anh này đi. Trời ơi, để cái lúc. Còn mình để mấy đứa lượm xe chụp qua bên kia.